Xin chào các bạn. Trong video hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn về phát triển dự án về website bán hàng. Thì như trong phần video trước, mình có hướng dẫn các bạn cách cài đặt cũng như là cách thiết kế database, kích hoạt phần authentication. Thì trong phần hôm nay thì mình sẽ nói tiếp phần thứ nhất là hướng dẫn các bạn tích hợp cái template Bootstrap admin vào trong dự án này nhé, chỉnh sửa lại trang login và trang đăng ký. Và bên cạnh đó là mình sẽ tạo ra một cái kênh menu chương trình, tức là kênh menu chức năng trong trang admin. Rồi, ok, chúng ta sẽ bắt đầu phần này như sau. Như video đầu tiên thì mình cũng đã chọn ra cái template này để làm phần giao diện cho trang admin. Chúng ta sẽ cùng nhìn qua một chút về cái giao diện của trang này. Đây, các bạn nhìn qua đây là phần giao diện chức năng, nhìn nó cũng khá là sáng, đơn giản. Mình chọn cái template đơn giản thôi. Thì các bạn hoàn toàn có thể, sau cái video này, các bạn có thể chọn template nó phù hợp với dự án của các bạn cũng như là cái mẫu mà các bạn thích nhé. Thì ở đây mình chọn cái đơn giản này thôi. Thế thì trong cái phần này mình sẽ tích hợp như thế nào? Đây là cái trang admin. Chúng ta vào trang admin thì hiện tại trang admin này nhìn nó khá là thô sơ. Đây các bạn nhìn này, nó hiện tại là đang không có gì cả. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp như sau. Thế thì trong phần này các bạn để ý này, chúng ta sẽ tách cái dự án này ra, tạo thành mấy folder. Đây, cái dự án của chúng ta, folder dự án đây. Thì phần này nó sẽ có hai phần, là phần CSS JS. Thì CSS JS thì chắc chắn nó sẽ phải nằm trong folder public được nhé. Các bạn có khái niệm cơ bản qua về Laravel thì cũng đều hiểu được cái này. Thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái phần template, mình đặt nó là theme đi. Mình chia nhỏ ra, thì phần này mình dùng cho thằng admin và một phần sẽ dùng cho phần FE frontend sau này, nên đây mình gọi nó là theme cho admin. Đây, thế thì các bạn nhìn nhé, chúng ta sẽ copy cái source code của nó vào. Thì các bạn nhìn qua này, trang này các bạn có thể mở nó lên, các bạn có thể xem qua xem ở bên trong nó đang sử dụng các cái đường dẫn và link như thế nào. Đây phần này, HTML index đây chẳng hạn, chúng ta nhìn qua một chút để copy cho nó chuẩn. Thì ở đây thì các bạn thấy là chủ yếu là nó đang nằm trong folder asset. Đây các bạn nhìn này, asset email. Thực ra là các bạn cứ copy cả cái email này vào cũng được. Đây thư viện, ở đây bootstrap nó có hết rồi mà. Đây có cả vẽ trạc đồ thị tùy nhé, dự án các bạn cần thì dùng hết, còn nếu không chúng ta bỏ đi. Chúng ta cứ cho hết vào để sau này nếu cần thì chúng ta bổ sung thêm. Còn ở đây nó có nằm trong cả folder deep nữa này các bạn nhìn. Đây, thế thì các bạn bắt buộc phải copy ở hai nơi. Vậy là ở đây asset là chắc chắn có rồi, thì đây copy cái này các bạn cho vào. Chúng ta cần tổ chức folder cho nó clear nhé. Folder deep này có CSS JS thì ok, các bạn copy kiểu này. Rồi, như này là ok rồi. Tất nhiên là về CSS JS code như này là chắc là sẽ bị thừa trong dự án thôi, nhưng mà mình nghĩ cũng không vấn đề gì lắm, bởi vì xét về bộ nhớ dung lượng của cái thằng này cũng không đáng gì. Chúng ta cứ để đấy để sau này biết đâu chúng ta dùng trong các cái chức năng khác nhé. Rồi, vậy là chúng ta đã đẩy được cái thư viện CSS JS hình ảnh sang cái web của chúng ta rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ là xây dựng cái bộ khung của cái thằng này. Thì các bạn nhìn nhé, đây là cái mẫu web mà chúng ta sẽ đẩy sang. Vậy thì các bạn nhìn này, chúng ta sẽ vào trong cái phần resort của chúng ta ở đây, phần view đây. Trong phần này thì chúng ta sẽ tạo ra một cái layout
cho trang admin để chúng ta sử dụng nhé. Ở đây cái layout gốc của nó hiện tại là layout app đấy, nhưng chúng ta sẽ không dùng, chúng ta tạo layout admin. Thì cái này các bạn có thể dùng là master admin.create.php nhé. Các bạn đặt thế nào cũng được, nhưng mình nghĩ thì nên đặt là app admin hoặc là master admin tùy nhé. Các bạn đặt là app admin cũng được tùy. Còn đây mình hay dùng quen là master admin thì mình đặt như thế này. Rồi các bạn copy cái này sang, tất nhiên là copy xong sau cũng phải xóa thôi, thì tất nhiên chúng ta cứ để như thế này đã, sau đó dùng cái gì thì chúng ta giữ, còn không chúng ta xóa đi. Các bạn để ý là cái trang gốc của chúng ta home này này thì nó đang là trang này, và nó đang sử dụng layout là layout app, chúng ta sửa lại nó thành layout master admin. Chúng ta dùng cái này nhé. Một khi chúng ta sửa lại layout này thì giao diện này nó sẽ khác đi thôi. Đây nó ra cái này. Thì hiện tại là bây giờ nó đang bị sai hết đường dẫn URL, thì chúng ta fix để cho nó ra giao diện này đã, sau đó chúng ta xóa các cái phần không cần thiết đi thôi nhé. Thì ở đây các bạn nhìn này, trước tiên là chúng ta sẽ các cái keyword này. Keyword này thì chúng ta có thể bỏ qua đi. Ở đây mình đặt là trang admin, đây có thể là coffeeshop.com. Tại vì mấy cái này cũng không cần. Trang admin thì thường mấy cái này cũng không cần dùng cho phần sale lắm. Nó chỉ là phần front end mới cần thôi. Đây gọi là trang quản trị. Về sau chúng ta cũng cần nó thay đổi được nội dung cái tiêu đề trang quản trị này ở từng cái page khác nhau thì sẽ làm như thế nào, lúc đấy mình sẽ hướng dẫn sau. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ chỉnh để cho nó nhận giao diện nhé. Cái này chúng ta xóa đi, không cần. Grip icon bây giờ nó sẽ nằm ở trong thằng email này thôi, chúng ta làm từ từ thôi cũng được. Mình thì hay những cái này hay các bạn hay làm theo kiểu dạng là làm nhanh, nhưng mà thôi chúng ta sẽ làm từ từ. Accept là tắt cái này đi, mở đi cho nó nhận là cái Laravel thôi. Đây, mình copy cái này sang. Cái đường dẫn này của nó này, nó bây giờ là footer lib đến đây thôi. Rồi các bạn có thể làm từ từ nữa. Còn nếu mà bạn nào nhanh thì làm, các bạn hoàn toàn có thể control gì play cái cho nó nhanh cũng được. Làm rồi ok. Rồi chúng ta xuống phần GS. Các cái phần còn lại lắm, chúng ta xóa bớt đi mà nên không cần vội lắm. Một này. Đây, chúng ta sẽ xóa đi cái này. Rồi chúng ta sẽ chạy lại cái này. Rồi ok, đang lỗi trên dòng. Accept. Này chắc không có S. Ok, mình sẽ sửa một chút. Sửa nhanh. Rồi ok, mình check xem còn thiếu cái gì. Ok, cái này à,
Mình đang bị thiếu mất một chút. Đường dẫn này mình đang để nó ở folder team admin này. Đây, nó ở folder này đây. Rồi đây các bạn nhìn này, sau khi các bạn sửa xong là nó đã ra được cái khung như thế này rồi, trang quản trị ok, như thế này cũng khá là ổn rồi. Nó còn liên quan mấy cái hình ảnh icon này mà cũng không quan trọng lắm. Giờ chúng ta sẽ sửa tiếp. Ok, phần này chúng ta sẽ sửa như thế nào? Đây là liên quan đến các cái hình ảnh. Sau đó là các bạn sẽ xóa bớt những cái không cần thiết đi. Đây, chúng ta sẽ xóa bớt. Rồi chúng ta sẽ chạy qua bên đây. Thì phần này của chúng ta đã xuất hiện rồi. Chúng ta sẽ xem cái này nữa, sau đó là chúng ta quay sang xóa những cái không cần thiết. Form, ok. Rồi, vậy là phần này của các bạn là đã tạo ra khung rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt sửa cái menu này nhé. Thông tin, profile, inbox. Sau này chúng ta sẽ dùng để xử lý cái này. Dashboard table icon blank. Ok. Rồi chúng ta sẽ xóa cái này đi. Rồi dashboard chúng ta để yên này. Các cái URL này về sau các bạn sẽ phải thay nó nhé. Chúng ta sẽ thay cái URL này sau. Thì ở trên này nó sẽ gồm các chức năng. Một là quản lý người dùng, chúng ta sẽ viết đây này. Chúng ta sẽ viết cái dự án về quản lý. Cái đầu tiên thì mình nghĩ là chúng ta sẽ có phần quản lý danh mục, rồi quản lý sản phẩm, chúng ta sẽ có phần quản lý tin tức, rồi quản lý người dùng. Nó giống như cái dự án này của bạn thôi, có quản lý đơn hàng, tin tức, danh mục sản phẩm, quản lý phản hồi nữa. Quản lý role. Rồi, đây. Đây là tất cả các chức năng chúng ta sẽ làm trong phần này, có quản lý danh mục sản phẩm dashboard này là liên quan đến
các cái phần báo cáo hay là những cái sản phẩm bán chạy rồi thống kê cơ bản của nó, và danh mục sản phẩm đơn hàng, tin tức phản hồi người dùng và role nhé. Đây là tổng quan tất cả chức năng, chúng ta sẽ sửa icon một tí cho nó hợp. Thì các bạn có thể nhìn vào đây, có thể vào cái mục icon này. Ví dụ như danh mục sản phẩm thì các bạn nên tìm nhìn ở đây, các bạn xem cái nào nó phù hợp với category thì các bạn cho vào nhé. Nếu không thì tìm cái folder, folder cũng có thể hợp với danh mục sản phẩm. Chúng ta sửa lại một chút cho nó ra cái khung này, danh mục sản phẩm. Rồi, danh mục rồi đến sản phẩm. Chúng ta tìm qua một chút về sản phẩm. Ra cái này thì tìm hơi khó, không rõ là chỗ nào. Cái này mình lấy tạm thôi, các bạn có thể tự tìm cho nó hợp lý hơn nhé. Mình tìm cơ bản thôi. Class. Sau đó là đến tìm cái đơn hàng. Rồi bài viết post. Rồi tiếp tục nữa không thể chữ person. Đến quyền người dùng chúng ta sẽ đặt cái này. Các bạn tìm cái nào nó phù hợp các bạn cho vào thôi nhé. Mình tìm tạm như thế này. Thì ở đây chúng ta sẽ có các cái đầu danh mục, tất cả danh mục mà chúng ta sẽ phát triển trong dự án này nhé. Và tất nhiên là sau này phát triển thì các bạn nên kích hoạt active cho nó phù hợp với cái này. Phần khung này là về cơ bản là được rồi. Còn cái này thì các bạn nhìn, cái này nó sẽ My Profile này thì đây là thông tin tài khoản người dùng đó. Còn ở đây là thoát. Các bạn là có thể dùng cái thằng sign out, tìm sign out, log out, các bạn thay nó vào cho nó hợp lý. Okay, cái này mình bổ sung thêm là được. Class nó sẽ có
thoát như thế này là được rồi, các bạn để ý nhé. Vậy là ra độ khung rồi, chúng ta xóa cái nội dung không dùng trong dự án đi. Cái phần đây các bạn nhìn này, cái này chính là home dashboard, là cái nội dung ở trên này. Về sau này nó cũng dùng cái này để thay đổi được cái nội dung giữa h này. Ok, về mặt đây là chính là cái tiêu đề ấy. Chúng ta có thể sửa lại ở đây để 12 xóa cái này đi. Không dùng tới. Thực ra là về sau chức năng cũng có thể là để một cái nút add ở đây thì nó cũng đẹp đấy. Thì ở đây chúng ta sau này có thể đây, sau này các bạn muốn add cái gì đấy vào đây chẳng hạn, đây gọi là một cái các cái action cho vào đây cũng được, không cho cũng chả sao các bạn, nên cứ thoải mái thôi. Đây mình cho là tiêu đề title. Sau này chúng ta sẽ thay được. Rồi ok, hiện tại chưa truyền nên nó gặp lỗi, nó không ra đâu. Các bạn là có thể truyền sau này là nó cũng sẽ được. Trường hợp chúng ta fix tạm, fix tạm thôi các bạn, bởi vì cái này nó đang là cái nhiệm vụ khác nên ở đây mình sẽ cho fix tạm một cái thay đổi. Đây là trang quản trị đây, để nó title. Ok, mình dùng theo biến. Đây. Rồi, mình chỉnh sửa cơ bản. Còn cái chỗ này thì nó liên quan đến mình dùng cái trường Geo này thì để về sau chúng ta có thể bổ sung code HTML cho tiện. Bây giờ chúng ta sẽ xóa nhé. Chúng ta sẽ tìm hết cái này, chúng ta xóa. Mình nghĩ là mình để khung này đi, cái Samurai các kiểu này mình sẽ xóa đi để cho cái dự án nó trở nên đơn giản. Rồi, xóa một cái, chúng ta giữ lại cái cần thiết thôi. Đây, những cái comment này mình sẽ xóa hết đi. Cái khung này thì mình để lại bởi vì hầu như các cái dự án nào nó cũng na ná nhau về các cái dòng sản phẩm. Mình để cái khung xong rồi mình vẽ giao diện lên trên này nhé. Chúng ta sửa lại cái chỗ này. Chúng ta làm tạm nhé. Tất nhiên là các bạn hoàn toàn có thể thay các cái icon này, thay cái icon này bằng một cái hình khác cũng được nhé. Đây mình đang để tạm vậy. Rồi về cơ bản là như thế này. Chúng ta có thể check lại cái hình này. Đây, nó là cái hình ảnh này thôi.
Ok, mình thay cái này mình cho nó thành cái riêng. Rồi chúng ta có thể logo Spantec này. Nó sửa một chút. Đây chúng ta để lại như này cho nó khác. Các bạn có thể thay theo ý nhé. Tiện mình cũng thay luôn cái hình này luôn. Profile.png. Rồi, về cơ bản là mình đã chỉnh sửa được rồi. Cái này nó sẽ là nơi để cho các bạn đổ data này. Thì các cái page còn lại chúng ta sẽ làm như thế nào? Đây. Hầu như nó sẽ chung hết cái khung này. Ok, còn mấy cái này mình sẽ xóa nốt đi. Nó là cái gì đi? Ok, được rồi. Và bây giờ tất cả các cái page của các bạn ấy, nó chỉ khác nhau duy nhất cái phần ở đây thôi. Mình sẽ để cái border kia. Tất nhiên là để làm đẹp sau này thì các bạn nên cắt từ đây. Còn nếu như mà muốn làm nhanh, như trong dự án này mình nghĩ là làm nhanh thì các bạn chỉ cần là cắt từ cái chỗ này thôi. Title response đây, mình nghĩ là các bạn ok money đây đi. Title này hủy đi. Sau này tự làm được. Các bạn là muốn làm nhanh thì đây, cắt nguyên cái table này thôi. Thì mình nghĩ là code phát triển dự án này nó sẽ nhanh hơn. Còn tất nhiên là những dự án mà to phức tạp thì các bạn sẽ phải cắt theo kiểu kiểu cả cụm này nhé. Để bởi vì có thể nó chia ra thành nhiều khối khác nhau, nhưng cái bài dự án này thì mình đoán là nhìn qua thì chắc chắn là sẽ không đến mức độ đấy, chỉ cần thay ở cái phần ở giữa này thôi. Đấy, ví dụ như thế thì cái phần này này content chỉ cần thế cái này vào là đẹp thì phát triển nó sẽ nhanh. Đây. Vậy là các bạn đã ok ra bộ khung rồi, và cái ở giữa này này chúng ta đã đẩy ra được rồi. Còn cái master layout thì các bạn làm như thế này là thành công rồi nhé. Chúng ta sẽ bổ sung thêm một cái này để sau này chèn CSS. Các bạn đặt đây, mỗi một page nó sẽ có một cái CSS và JS riêng. Thì mỗi cái bổ sung thêm thì chúng ta để như này. Thì các bạn chèn cái real ở đây JS, và một cái ở trên này là CSS nhé. Cái title các bạn cũng đang cho nó có thể chỉnh sửa custom ở các page khác nhau rồi.
phần action các bạn cũng có bổ sung ở chỗ này đây nhé. Về sau các bạn có thể tạo ra những cái khối như section action hay là section JS, section CSS để các bạn chèn những cái code logic, các cái phần code cho từng các cái vùng khác nhau nhé. Thì chúng ta đã tạo xong cái bộ khung của cái layout này rồi. Đây, layout master chúng ta tạo xong bộ khung nhé. Và cái trang home này thì chúng ta cũng chỉ mới chèn mỗi cái content thôi. Còn những cái chỗ nào các bạn không chèn thì nó hiểu mặc định là rỗng rồi. Nên cái này nó xử lý khá là ok nhé. Rồi ok, vậy là ở đây mình đã hướng dẫn các bạn là cách implement hay là tích hợp một cái template vào trong dự án rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ sửa đi một chút là như thế này. Ở đây nó có cái nút logout này, kích vào đây để cho nó thoát ra chẳng hạn. Chúng ta dùng lại cái kia thì như thế nào nhé. Thì cái phần này ấy, trong cái thằng này nó có sẵn rồi. Chúng ta các bạn thử xem qua cái phần xử lý của nó xong dùng lại thôi. Đây, chúng ta dùng lại cho nó nhanh đúng không ạ? Thì ở đây nó có cái phần thoát, nó có sẵn rồi thì các bạn ok các bạn cho vào đây, có sẵn rồi. Và ở đây các bạn nhìn nó bắt sự kiện đây, cái form này của nó bắt sự kiện đây. Chúng ta chèn nó vào là được. Đây là chỗ nút thoát, các bạn chèn vào trong lấy luôn lại phần của nó. Thì các bạn nhìn này, kích vào đây là nó thoát ra cho các bạn thôi. Đây thoát rồi, khá là nhàn. Thì chúng ta cũng không phải code cái gì cả nhé. Thì ở đây chúng ta login lại thôi. Rồi thì mình vừa login thì nó cũng sẽ vào được cái trang admin này của chúng ta. Vậy là chúng ta đã xử lý được phần thoát login cho nó thành keep lại cái phần logic cũ của nó nhé. Còn chức năng ở đây thì lát nữa chúng ta sẽ phát triển sau. Cơ bản là chúng ta sẽ phát triển từng cái chức năng một cho cái trang này. Và bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài để chúng ta sửa lại cái trang login cũng như trang đăng ký. Đây, trang login của nó thì hơi xấu. Và nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là xử lý cái trang login này làm sao đấy nhìn cho nó đơn giản và đẹp một chút nhé. Cái phần này thì các bạn hoàn toàn có thể dùng, các bạn nên dùng cái khác để chúng ta xử lý. Các bạn xem cái mẫu này nó có cái phần login không để chúng ta dùng nhé. Thì ở đây các bạn nhìn này, chúng ta sẽ tra cứu thôi. HTML ở đây thì nhìn không có landing page, xem ở đây có không. Thằng này nó lại không có phần xử lý login để chúng ta lấy ở bắt chước làm cho nó nhanh. Ok, các bạn có thể tìm xem một cái phần login template trong cái thằng Bootstrap. Các bạn có thể lên trên mạng vào cái phần nào đấy xem cái form login nào đẹp đẹp các bạn lấy cũng được nhé. Bởi vì ở đây là code bằng Laravel rồi thì mình cũng không khuyến cáo các bạn là phải code toàn bộ tất cả các chức năng của trang này. Đây cũng là một cái trang khá là đẹp. Các bạn xem các bạn thích cái trang nào thì các bạn lấy thôi. Ok, đây mình lấy cái này đi. Rồi, cái này nó xử lý bằng Bootstrap nên các bạn phải nhúng thư viện bằng Bootstrap nhé. Thì ở đây mình tạo ra một cái khác là master. Cái này dùng cho trang login và trang đăng ký. Đây mình dùng luôn cái này. Giao diện thì thư viện thì nó cũng thế thôi. Cũng đang dùng là
Bootstrap. Đây, CSS chúng ta dùng của cái này cũng được. Nó cũng là của Bootstrap nên không cần phải đào cái mới. Các bạn giữ lấy thằng JS và thằng Bootstrap thôi, còn các cái phần khác các bạn không cần lấy đâu. Đây. Rồi, ok. Tiếp theo nữa là chúng ta xử lý phần login. Đây là phần login của nó này các bạn. Đây chúng ta đang dùng login app, chúng ta sẽ dùng cái master. Sau đó là chúng ta xử lý xong. Ok. Chỗ phần này chúng ta sửa lại một chút. Đang thiếu mất phần khai báo title nên nó bị lỗi. Đây, trang. Rồi đây, đây là cái khung của nó này. Một là các bạn dùng cái này, sau đó các bạn sẽ ép lại cho đẹp được. Còn nếu không thì chúng ta sẽ lấy cái khung của thằng này. Chúng ta test thử xem cái này nó có đẹp không. Tất nhiên là cái này các bạn giữ nhé, để lát chúng ta nhúng lại các cái thuộc tính của nó. Rồi ok, nhìn cũng khá là ổn. Đây chúng ta sẽ giữ lại cái này, lát chúng ta thay cái sau. Chúng ta sẽ nhúng CSS vào này. Section CSS Stop. Đây, copy cái CSS này. Mấy cái này thì thực ra các bạn không cần phải code làm gì cả, chúng ta hoàn toàn dùng được. Ok, cái này mình copy, mình sẽ thiếu này. Style. Rồi đây các bạn nhìn này. Vậy là ở đây các bạn đã tạo ra được một trang login khá là đẹp rồi. Chúng ta sẽ custom và sửa lại cho nó ổn nhé. Ok, ở đây mình sẽ login admin. Các bạn thay logo cho nó. Rồi, cái form ở dưới đây chúng ta có thể tham khảo cái form này, sau đó cắt tầm lại. Có cái hay là copy như này các bạn không phải sửa lại cái gì cả. Đây. Mình sẽ sửa lại cái này một chút cho nó đẹp. Mười hai đi.
Rồi, ok. Rồi, sau đó là remember này cũng sau đó là đến phần log gì rồi ok thế này là được rồi, các bạn có thể sửa lại đăng ký đăng nhập gì đấy nhìn cho nó hợp lý nhé. Rồi phần này là ok. Các bạn có thể sửa lại nội dung theo ý của các bạn. Mình để ở cái phần cơ bản vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Sau đó là mình sẽ cái này thì do giữ lại form nên chắc không logic không lỗi gì nhé. Chúng ta sẽ xử lý nốt cái phần login đăng ký. Đăng ký mình cũng dùng cái form này thôi cho nó nhanh. Đăng ký. Rồi, về phần cái chỗ này thì các bạn nên cho người ta phần tạo một tài khoản mới chẳng hạn. Chúng ta thêm bổ sung sao. Rồi ok. Các bạn là cho cái root để chuyển sang cái phần đăng ký, các bạn check qua xem cái root đăng ký là gì nhé. Ở đây nó không ra. Ok, thế thì các bạn nhìn này. Cái trang đăng ký thì chúng ta cũng đều biết được thôi. Nó là register. Thế thì ở đây các bạn để ý nhé. Phần này mình sẽ cho register. Vậy là được. Ok, tạo tài khoản mới này. Rồi nó sang nhé. Quay xem nhìn ổn chưa, các bạn có thể chỉnh cho nó đẹp một chút. Rồi ok, chuyển sang trang nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ thiết kế lại cái form này, thì các bạn hoàn toàn có thể dùng luôn cái mẫu mẫu này cũng được. Có cái form này thì chúng ta copy sang để chúng ta chỉnh sửa lại là được thôi. Rồi ok. Các bạn là lấy lại cái form của thằng này là được, chúng ta chỉ cần cái form sửa lại cái form của nó. Rồi sau đó chúng ta chỉnh sửa lại một chút giao diện, chúng ta chỉnh sửa theo ý mà.
Lát nữa chúng ta thay nhanh sau. Rồi, cái em này thì các bạn display ô cái nhanh. Xóa nhanh. Rồi đây các bạn nhìn này. Các bạn có thể xóa này. Để thì nhìn nó phải đẹp hơn, nhưng thôi, như thế này cũng được. Rồi đăng ký tài khoản người dùng nhé. Sau đó các bạn có thể chuyển để cho người ta về trang trước đó. Click vào đây để nó quay về trang đăng nhập thôi. Đây trang đăng ký nhé. Và bây giờ chúng ta test lại xem nó hoạt động chính xác chưa. Về cơ bản là chính xác thôi, bởi vì nó cũng chúng ta không can thiệp gì đến logic hay là các cái tên của nó cả, nên nó vẫn vào bình thường nhé. Rồi, vậy là trong video này mình đã hướng dẫn cho các bạn là cái cách để chúng ta tích hợp một cái template vào trong dự án Laravel, sửa lại trang login và trang đăng ký. Như thế là về cơ bản các cái phần căn bản của nó đã hoàn thành rồi. Thì video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách phát triển chức năng của từng cái mục ở trong cái phần này nhé. Rồi, hy vọng rằng qua video này các bạn sẽ có thêm những cái kiến thức bổ ích giúp ích cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.